bán nhà đất mặt tiền đường lộ nhựa lớn ngang 13 m, dài 84 m. Hai trăm mét thổ cư. Đây nhà cấp 4 nha anh, nhưng quý anh chị em. Mặt tiền đường lộ nhựa lớn là 10 m, quy hoạch là 30 m. Địa chỉ là đường Bổ Túc Suối Dây, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, cách 1 km là ra ngã ba Bổ Túc, nơi đó rất là đông, và cách 2 km là ra chợ Suối Dây. Quý anh chị em nếu mà ưng thì alo cho mình số điện thoại 0353 993523, gặp Linh mình chính chủ nha. Đây mình quay hồ cá cho quý anh chị em xem đây. Này hồ cá thứ nhất. Này có cây xoài. Cây mít. Cây măng cụt. Và một cái hồ cá lớn nữa. Rào là mình bao hết đất rồi nha. Ở sau có khoảng vài chục cây cao su cạo nữa. Đó, quý anh chị em thấy không, ra tới cái tấm bạc màu xanh xanh ngoài đó rất là xa. Hậu dài 84 thước, ngang 13 thước, 200 thổ cư. Tổng diện tích là 1057 mét vuông, giá bán là 750 triệu, có thương lượng chút đỉnh cho anh em Thiện Chí. Đây hàng rào mình bao hết đất rồi nha. Nơi đây dân cư đông đúc, thích hợp buôn bán làm nghề. Anh chị em nào có nhu cầu thì xin điện thoại cho mình là 0353 993523, gặp Linh nha, mình chính chủ nha. Rồi xin chào anh chị em.